che đôi vai gầy. Nắng chiều chưa hè mồ hôi tuôn, quăng gánh thân gầy đôi chân bước. Yến Nhi thân mến, tất cả mọi người đã đứng lên vỗ tay cho bạn. Rất hay, rất cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc chấm bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Wow, một số điểm rất là cao. Anh hỏi anh Trung ạ. Em hát mà anh cũng rớt nước mắt về luôn nha. Cảm động vô cùng. Lần đầu tiên anh cho điểm 10 trong cái cuộc thi này. Anh thích cái tiết mục này lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. Anh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Cái phần thể hiện của em rất tốt. Đúng ra là anh chỉ cho em chính thôi. Em phải giữ như thế nào khi mà em hát á, em làm cho người ta khóc. Em phải dằn nén cái cảm xúc của em xuống. Em hát mà em khóc em sẽ bị lạc giọng. Cái khúc sau đó em lấy lại rất là tốt. Chính vì vậy mà anh phải cho em 10 điểm thôi. Nhi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào bài hát này nên có những chỗ không được như ý muốn. Cảm ơn anh Thảo ạ. Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách. Nhi sử dụng cái cảm xúc của mình rất là tốt. Nhưng cái đoạn đầu á thì rõ ràng là em đang bị lo lắng. Tại vì em đặt quá nhiều tình cảm vào cái bài này. Đây là một cái bản mashup 3 bài hát. Như vậy là mình tự đánh đố bản thân của mình. Bởi vì 3 cái bài hát dù nó cùng là về mẹ, nhưng cái ý tứ của từng tác giả nó sẽ khác nhau. Và cái lối tư duy của mình nó cũng sẽ bị phân chia ra thành 3 lần. Nên là có những cái đoạn anh thấy em hơi bị băn khoăn một chút. Và anh nghĩ là không phải mình anh nhận ra cái điều đấy. Thì đáng tiếc anh chỉ cho 9 được rồi. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của Phương Dung ạ. Liên tiếp hai thí sinh ra dự thi đều có những giọt nước mắt. Một người là vì tình yêu và một người vì tình mẫu tử. Em hát 3 bài này
liên kết với nhau, hết sức cảm động với cái hình ảnh background là người mẹ của mình. Cô Phương Dung khi mà nói về mẹ hay khóc lắm. Cô 11 tuổi từ Gò Công lên Sài Gòn dự thi ca sĩ. Cô phải có một cái sự ủng hộ rất lớn của mẹ mình. Và vậy mà cô vào tới chung kết. Cái phần trình diễn này cô rất là tán thưởng em. Em hát bằng cả trái tim của mình và một cái sự liên kết quá tuyệt vời với sự hòa âm phối khí của ban nhạc. Rất cảm ơn ban nhạc và cảm ơn em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Khanh xin mời danh hài Chí Tài ạ. Anh có lời khen Yến Nhi là bữa nay make up mặc đồ rất là hợp với cái tiết mục của em hát. Và em đã truyền hết cái cảm xúc của em tới cho tất cả ban nhạc, đặc biệt là cái anh thổi kèn. Anh nói mà anh nức nở. Thật ra là không phải mình ảnh đâu mà anh cũng khóc đó. Hồi nãy quay trong kiếm cái cô trợ lý tính lấy khăn giấy để chậm chúng thôi, sợ lên hình nó xấu. Nhưng mà thôi nãy giờ nuốt vô luôn rồi. Thật ra là anh chỉ chúc mừng em có một cái tiết mục biểu diễn thật là tốt. Đối với Vũ đây không còn là một cái tiết mục thi nữa, mà nó là một cái tiết mục biểu diễn. Em gửi gắm rất nhiều tình cảm vào cái bài hát này. Và cái đoạn mà làm cho Vũ cảm động nhất là chính là bài Mẹ Tôi. Khi mà em hát xong thì anh không cần biết là em có lỗi gì hay không lỗi, nhưng mà cái cảm xúc mà em gửi đến anh á, và một cái sự biết ơn dành cho cha mẹ, đó lý do tại sao mà cả ba người dưới đây đều đứng lên ở ngay cái đoạn cuối. Cho nên tiết mục này em rất thành công. Chúc mừng em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Đến thời điểm này, điều mà em sợ nhất là không còn nhìn thấy mẹ của em nữa. Nhưng mà ngày hôm nay bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Cái người quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời con người đó là người thân mình, và đặc biệt là ba mẹ. Thông điệp rất là đẹp đến từ Yến Nhi ạ. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Yến Nhi đã hoàn thành phần dự thi của mình. Chào mọi người, tên của mình là Minh Tài và thần tượng của mình là Lâm Chấn Khang, và mình có nickname được gọi là Huy Khang. Và hôm nay mình rất là vui khi đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng để dự thi. Mình mang ca khúc của thần tượng mình đến đây để dự thi và rất mong được cô chú anh chị và các bạn yêu mến. Đêm nay một mình nhấp chén say tình, thời gian cho thật nhanh đã qua thời xuân xanh. Nhìn lại những gì vàng mà lòng ngập tràn bao xót xa. Cứ mãi đi tìm một đứa cho riêng mình, mà sao tôi tìm hoài không thấy. Cứ đam mê tình ai, cứ yêu trong mù quáng, để giờ đây tôi khóc cho riêng mình. Một nửa tình yêu của tôi bây giờ nơi đâu? Có phải chăng duyên số chưa đến tìm? Nhói tim đầu khi nhìn lại những quá khứ mà tôi mang cho bao người con gái. Giận mình tình giận, hôm nay tôi biết mình đã sai. Màu đất sâu ai cũng sẽ trở về, thì đừng gieo cho nhau những điều nghiệt oan. Hãy sống thật tâm, hãy yêu thật lòng. Đừng cố tìm kiếm những thứ hư không để đổi lấy nỗi đau cho đời nhau. Một nửa tình yêu của tôi bây giờ nơi đâu? Có phải chăng duyên số chưa đến tìm? Nhói tim đau khi nhìn lại những quá khứ mà tôi mang cho bao người con gái. Giật mình tình giật, hôm nay tôi biết mình đã sai. Màu đất sâu ai cũng sẽ trở về. Lên. Thì đừng dành cho lên. Những điều nghiệt oan. Hãy sống thật tâm, hãy yêu thật lòng. Đừng cố tìm kiếm những thứ hư không để đổi lấy nỗi đau cho đời. Xin chúc mừng
mừng phần dự thi của thí sinh Lê Minh Tài và ca khúc Đi Tìm Một Nửa. Lần đầu tiên Khanh mới thấy một tiết mục mà tất cả mọi người phải đứng lên. Tài ơi, Tài có biết tại sao không? Tại cô chú ban nhạc bấm. Tại sao không quay lại mà biết? Nghe không có tiếng đờn. Nghe không có tiếng đờn mà khúc cuối là toàn vỗ tay giữ nhịp phải không? Thôi bây giờ mình quay trở lại xem coi có phải là như vậy không nha. 1, 2, 3. Anh thích em bởi vì em làm cái việc gì em làm cho xong. Em làm cho em không có bỏ được việc chừng. Cái tính đó là cái tính một người chuẩn bị mà làm ca sĩ bắt buộc phải có. Em tài hát anh rượt theo đó hỏi mệt quá anh không nổi. Để anh bỏ vui để cho em hát được say mê hơn nữa. Dạ cảm ơn anh Thanh. Khi mình tập mình rất là ok, ra sân khấu hát hơi bị run xíu, hát chẳng lát đâu. Thì hôm nay em có thể vì một cái lý do gì đó em bị trật nhịp tùm lum tùm la, nhưng mà em giữ vững được cái tinh thần và em làm cho mọi người cảm nhận được cái điều đáng yêu và cái điều dễ thương của em. Em đã để lại một cái ấn tượng trong lòng của anh và anh Thanh. Được đứng trên sân khấu lớn như thế này thì rất là sướng. Tại từ trước tới giờ con chưa được đứng trên sân khấu lớn như thế này. Thì đó là cũng một sự rất vinh dự cho con. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Và đến với chương trình, bạn có một món quà. Món quà đến từ ban nhạc, xin mời ban nhạc. Đừng có cầu hôn nha. Anh tặng em đây là quả cầu pha lê. Bởi vì anh nhìn sâu ở trong cái phần trình diễn của em, cái phần đối đáp của em, thì anh thấy em có một cái tâm hồn rất là thuần khiết và yêu âm nhạc đến cái mức mà anh có lẽ là anh phải học ở em điều đó. Luôn luôn trong suốt như vậy. Niềm thân ái gắn bó thắm thiết bền lâu. Được món quà của ban nhạc gửi tặng rất là xinh. Cảm ơn cô chú ban nhạc rất là nhiều. Mình hứa mình sẽ về mình tập nhạc để mùa sau mình quay lại với chương trình này tiếp. Hẹn gặp lại mọi người mùa sau. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Every sky that we look upon to tumble and fall. All the mountains should crumble to the sea. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stay by me. Stand by me, oh darling, stand by me. Whenever you're in trouble, when you stand by me, oh stand by me. Oh stand now, stand by me, stand by me. Oh come on, come on, come on, come on, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me, oh, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, darling, stand by me, stand by me.
trên ba mì. Và đó là Tiến Vương với một ca khúc nhạc ngoại Stand By Me. Tiến Vương ơi, tại sao bạn lại mạo hiểm chọn một ca khúc tiếng nước ngoài ạ? À? Lần đầu tiên xin chào ban giám khảo, xin chào ban nhạc ạ. Thực ra thì em có một niềm đam mê với tiếng Anh từ rất là lâu. Bởi vì công việc chính của em cũng là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ồ, một thầy giáo dạy tiếng Anh. Tại sao đến tập này bạn mới chia sẻ cho mọi người biết vậy? Cái gì mà nó mình thích mình giấu bớt. Mà giờ lỡ khoe rồi, từ từ mình khoe nhiều hơn nha. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xây lại. 2 điểm 9. Khanh xin mời Quang Trung chia sẻ. Anh rất thích cái tiết mục thi này của em. Em hát có cái giọng rất là đẹp. Mà cái cách feeling của em trong cái bài này rất là phong phú. Chúc mừng em. Dạ, yeah, cảm ơn anh rất nhiều. Khanh xin mời nhạc trưởng Minh Khang hãy chia sẻ. Khi anh nghe ca khúc em trình bày tổng thể, anh nghe rất dễ chịu. Nó không như những bạn khác cứ gãi gào rác. Em rất là tỉ tiết và tinh tế từng cái nốt luyến. Anh thích cái điều đó. Mà có những cái em bị lập quá tí xíu, yeah, ít lại và đắt hơn tí xíu nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Tiến Vương. 69 điểm. Tiến Vương hiện tại đang xếp hạng thứ 5. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào Tiến Vương. Dạ, con chào đây cô. Là một bài hát cô rất là ghét. Tại vì con gái cô là ca sĩ, đi đâu nó cũng mang theo Stand By Me. Nhưng mà đây là một ca khúc rất hay mà. Hay, hay. Dù cô không thích cái bài này chứ không có nghĩa là cô không có thích Tiến Vương á. Em hát rất là tốt. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Cái style của em diễn nữa, nó dễ thương quá. Cái chuyện ấm em luôn à. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Vương cảm thấy rất là vui, rất là cảm thấy rất là thoải mái khi được hoàn thành xong bài hát này. Một lần nữa thì em cũng xin rất là cảm ơn đến ban nhạc đã ủng hộ cho em hết mình trong phần thi của em. Em cũng xin cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Em xin cảm ơn rất nhiều. Đang lạc phim trùng dây tông
sầu thương sao chẳng vơi. Bạn tình chúng ơi, sao bóng ngàn lời cũng ta ly biệt thôi, đành từ đây dở dàng sao đã bay xa mang theo điều. Bây giờ hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai. Xin mời xoay lại. Khách xin mời chia sẻ của anh Công Thanh ạ. Phần dự thi của em á, thì màu sắc phong phú. Cái đoạn ca cổ, một người không phải chuyên về ca cổ mà em hát vậy là tốt rồi. Nhưng mà cái ao em lại bị so le với mọi người. Không biết Hoàng Bách thì sao ạ? Trong cái phần trình diễn của Lai á, thì rõ ràng là nó chưa phải là hoàn hảo. Cái vấn đề là Lai đã làm được tốt các cái thể loại khác nhau. Ngoài ra bạn không phải là người Nam Bộ, anh đánh giá cao ở phần đó nhiều nhất. Chính vì thế anh đã cho điểm tối đa. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cảm ơn sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar phím lõm Duy Kim. Bây giờ sẽ là tổng số điểm của Trúc Lai. Xin mời. 86 điểm. Thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là xếp vị trí thứ hai. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Em ngâm thơ đã hay rồi á. Em hát xuống cao vọng cổ rất là mùi. Em vẫn là cái ngục tù giam cái trái tim anh chồng. Trời ơi. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và xin chúc mừng Trúc Lai đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình. Câu hò mãi đầy
Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đông Ba, lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều, đi học đồng khẩn qua cầu Trường Tiền. Ôi tà áo trắng tóc thề sẽ xuyên, chúng qua chợ Đông Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sáng đơn. Đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa, mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow, có một điểm chính duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khánh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó, và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt, bởi vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này, đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo. Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt, nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này, anh chưa có cảm được cái cảm xúc, nó chưa có được đông đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ, cảm ơn anh Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với khí cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc ghê cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tối rằng là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục.
Cái thứ nhất tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng. Cầu ni hò rất đúng với đúng hò mái đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ờ ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng, chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái nuang. Cái lớn nhỏ cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á. Cô hát có nuang. Thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuang cái chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ xác. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách, thứ hai là ông Thanh đánh trống, thứ ba là anh Phong. Là dễ thương, hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là My là người Huế. Cảm ơn em. Mình như chị Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi, Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bại. Bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái cả khúc ni. Đúng không cô? Tới vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hò nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã binh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Đã
từ chốn xa xôi nhớ về ai ngại lấy trong chiến binh mấy người trở lại mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê nhưng không trách người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi nhưng không trách người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi nhưng không trách người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Những dòng sông làn xa thu sáng rồi
chết sớm. Mẹ già chưa khâu, nhưng đôi sim, nhưng đôi sim, đôi tim hoa sim, đôi tim hoa sim, đôi tim hoa sim. Sức chỉ đường tàn, nhạc Phạm Duy, thơ Hữu Loan, với sự trình bày của Đăng Nguyên và Vũ Đoàn Phương Việt. Nếu như ai là người đứng gần Đăng Nguyên ngay lúc này sẽ thấy Đăng Nguyên đang rất cảm xúc. Khanh xin mời ban giám khảo hãy dành những lời nhận xét cho phần thi này ạ. Giọng hát của Nguyên trong bài này làm cô rất cảm động. Hôm nay cô nhìn thấy Đăng Nguyên diễn xuất với một cái sự dàn dựng công phu này và cái sự kết hợp của ban nhạc, cái phần hòa âm quá hay. Chúc mừng cho Đăng Nguyên, quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Hôm nay cái mà làm Vũ bất ngờ nhất là cái sự diễn xuất của Đăng Nguyên. Đăng Nguyên hiểu tâm lý của nhân vật của mình ở từng giai đoạn và diễn theo đúng y như vậy. Và bài hát thì quá tuyệt vời. Nói chung là đây là một cái tiết mục vừa xưa, vừa mới, vừa diễn xuất hay, vừa hát hay, vừa dàn dựng hay. Ở trên một cái sân khấu tất cả hòa quyện lại. Đây mới chính là ban nhạc quyền năng. Yeah. Chúng ta hãy cùng nghe những nhận xét của ban nhạc dành cho Đăng Nguyên nhé. Khanh mời anh Bách ạ. Ôi Bách, đây tổng hòa là một cái phần trình diễn tuyệt vời nhất trong cả hai mùa ban nhạc quyền năng. Quá tuyệt vời, cảm ơn em. Phần trình diễn này thì em đã gạt bỏ được cái sự căng thẳng ở bài trước. Và em trở lại đúng là em. Cái giọng hát của em đã không phụ lòng mọi người. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Trước khi... Người yêu dấu ơi, về đây với tôi, nét bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn vui và vuốt mái tóc cho tôi, dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết nơi xa xa mãi nơi chân trời. Và đó là Đăng Nguyên cùng ca sĩ Hoàng Bách. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo về cái phần dự thi vừa rồi của thí sinh Đăng Nguyên. Thật sự Hoàng Bách và Đăng Nguyên hát bài này hai cái giọng rất hợp, ngọt ngào, rõ lời. Kết hợp tuyệt vời quá. Có một cái đoạn mà anh rất là thích là cái cậu Đăng Nguyên này có hát cái bè cao. Em tự nghĩ ra hay? Em tự nghĩ ra. Dạ, lúc đầu là chưa có. Nhưng mà lúc nãy hai anh em có nhẩm lại với nhau thì em thấy cậu ngân nga cũng được. Thế em bảo là thôi em hát thử vào đi để ban giám khảo biết là em biết bè. Mà cậu mới thử mà cậu hát vào luôn như vậy đó anh. Quá hay, một tràng pháo tay đi, một tràng pháo tay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách đã hỗ trợ cho Đăng Nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những ý kiến của ban nhạc dành cho phần dự thi của Đăng Nguyên. Xin mời. Thanh mời anh Minh Khang ạ. Theo anh thì có những đoạn em lấn lướt hơn anh Bách ấy. Có những đoạn em hát rất chắc. Nhưng mà phải chi anh ước là cái đoạn điệp khúc em quay lại em hát một cái câu tiếng Nhật rồi trả về tiếng Việt thì nó sẽ thú vị hơn ca khúc này. Có lẽ. Và đó là những chia sẻ của nhạc trưởng Minh Khang.
Một lần nữa cảm ơn ban nhạc. Một tràng pháo tay dành cho Đăng Nguyên. Đây, tặng hoa nè. Trời mưa cứ lo toan thần thờ, một mình nửa mặt nằm im ngắm sao trời, mình đương bản thân với đôi vai gầy. Xích lô ai không hay ước mơ, cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lòng không đi về, dòng đời về đêm dường như ai cũng vui mơ mơ. Thì ai cũng nuôi vọng. Hey! Một hai ba bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mẩn mê trượt trên như sáng chế, điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ, người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biến tật, mà anh chưa mất em xem như đã biến mờ. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện đại quá người ta có gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khi ta lìa xa. Hiện tại làm chi em hay, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em hay, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Thời ta chưa hiện đại. Tân thời cũng có niềm vui. Nhưng con người tân thời không có gì vui. Cái mặt thì luôn cắm cúi, cầm chuyện lại hỏi sao xui. Nói tới nói lui muốn hồi cũng không ai nghe tôi. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, cầm trên tay chiếc phone như ngọc ngà. Điều gì trong đây thế mà làm em say mê, nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về. Người ta vẫn nói đó là công nghệ, người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tật, mà anh chuột mắt em xem như đã biết mờ. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện đại quá người ta có gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khiến ta lìa xa. Hiện tại làm chi em hay, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em hay, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Ai xin nói chuyện với nhau như chúng ta vừa đến với một liên khúc gồm hai bài hát Xích Lô và Tân Thời cùng với phần trình diễn của Trúc Lai và vũ đoàn Phương Việt. Wow, sao mới có mấy phút mà tóc ngắn rồi mọc râu nhanh quá vậy? Dạ cái này là chắc là phải cảm ơn đội mất cúp rất là nhiều.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho anh chàng Trúc Lan. Anh khen em về cái sự đầu tư về nhân vật của em, kể cả khi em đứng nó cũng có một cái độ mà nó hơi khệnh khạng chút xíu, chứ nó không có kiểu mà nữ tính nữa. Về cái giọng hát của em thì không có gì để bàn cãi hết, và em làm tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Đó là những lời khen của ban giám khảo dành cho Trúc Lan. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban nhạc. Với phần trình diễn này, anh Minh Khang có hài lòng không ạ? Anh chỉ lo là cái lúc em hát cao em có bị rụng sợi râu rồi không. Chứ em quá tài năng. Anh cũng lo cho em những động tác mà em quên những cái nốt, những cái quãng rồi những cái feel ra. Mà thật sự là cả bài em không quên một nốt nào hết. Em biến hóa từ bài trước qua bài này quá xuất sắc. Vòng chung kết đêm nay là các thí sinh thật sự tỏa sáng. Cảm ơn anh Minh Khang. Một lần nữa cảm ơn. Chúc lại. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa vì đời tin xa, tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời con ư cơ. Con ta đường nào cho ta. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ con ư cơ. Nào gió gió bay về trời, nay hoa sẽ rơi về cội, con ta đường nào cho ta, con ta đường nào cho. Vũ Công Tuấn với ca khúc Trả Nợ Tình Xa, một sáng tác của Tuấn Khanh. Ngày hôm nay Vũ Công Tuấn rất khác lạ, và để ý là từ đầu chương trình đến giờ các bạn thí sinh làm như bài hát nào nó cũng có pha một chút xíu rock, cũng đúng không ạ? Dạ. Bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban nhạc dành cho Vũ Công Tuấn. Xin mời. Số điểm của Vũ Công Tuấn là Khanh xin được mời anh Tấn Phong. Bài này em trình diễn rất là tròn trịa, nhưng mà anh không có tìm thấy cái đột phá gì trong này. Không có sáng tạo, nó không có làm nó giống như bao nhiêu người khác hát nữa. Mong muốn của anh Phong là một cái gì đó khác hơn với phiên bản bài này, đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh Phong ạ. Tuấn hôm nay trình bày cái khúc này, anh là thấy nó mang một cái màu khác. Giọng hát của Tuấn nó khác với lại những cái version của ca sĩ khác hát. Nhưng mà anh cũng là những cái đoạn cuối em chưa có đột phá. Cái vấn đề đây là bạn ấy yêu không nhiều bằng anh, cho nên là chỉ tới mức đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Vũ Công Tuấn là, xin mời, 67 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, bạn đang đồng vị trí thứ 5 cùng với thí sinh Đinh Trường. Bây giờ sẽ là thời gian của ban giám khảo. Khánh xin mời anh Duy Trị Vũ. Thiệt ra khi mà Vũ thấy cái số điểm này, Vũ cũng không ngạc nhiên, nhưng mà Vũ cũng không có đặt cái kỳ vọng quá cao, là tại vì Vũ biết đây không phải là sở trường của bạn. Thì lúc đầu Vũ nghe, nhất là cái câu mà em ơi em anh không thể đó, là nghe cái cách của Tuấn xử lý nó khác hoàn toàn những người khác. Em cũng là một trong những thí sinh mà đã định hình được cái phong cách của mình, và bây giờ em đang dạo chơi với những thể loại khác.
Nhưng mà Vũ chỉ hy vọng là lần sau khi mà em dạo chơi đó, thì ví dụ như em qua Nhật thì cũng ráng mặc kimono cho nó hợp lý hơn tí xíu nha. Nhưng mà cho dù sao đi nữa thì cũng rất đáng yêu. Thì nói chung là anh cũng chúc mừng em. Em đã thử thêm một thể loại khác để biết là em đừng nên hát cái thể loại này nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Vũ Công Tuấn. Bây giờ là thời gian để bạn trở vào bên trong. Chúng ta chuẩn bị cho phần thử thách tiếp theo. Em tên là Trúc Chi. Hiện giờ em đang ở không. Mà ở không có nghĩa là ế đó. Ế thì ở nhà chỉ biết ăn với ngủ thôi, cho nên em mới có thân hình. Đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, đây là động lực để em chạy bộ nè, tập gym, có chế độ ăn uống hợp lý hơn, để cho thân hình thong thả, để các anh trong ban nhạc không có chê em. Không biết từ bao giờ mình thương nhau nhiều quá. Để nay xa rồi em thấy nhớ anh làm sao. Nhưng mới ngày hôm nay hai đứa cùng chơi nhà chơi. Rồi thời gian thấm thoát thôi đơn giá từ chung xưa. Đêm buông lạnh giá, lá rơi bên thềm em thấy nhớ anh nhiều thêm. Ước được làm cánh chim bay về nơi xa đó, có anh đợi chờ người yêu thương dài khờ. Sang nhà em mâm lễ dâng cao trầu đầu đồng đôi mình cười. Cuối năm thêm người trai sẽ giống anh hiền lương, gái giống mẹ dễ thương, hai má cười hai đồng tiền làm lòng anh sao xuyến. Dẫu xa luôn yêu thương đậm sâu, gái giống mẹ dễ thương, hai má cười hai đồng tiền làm lòng anh sao xuyến. Dẫu xa luôn yêu thương đậm. Một tràng pháo tay cho thí sinh Đặng Thanh Trúc Chi. Một ca khúc Lòng Mãi Yêu Thương sáng tác của Cao Nhật Minh. Nãy giờ ngồi trong mình nghe các bạn mình hát rồi, thì bây giờ mình có hồi hộp không? Dạ, nói chung là cũng có chút chút. Và với tất cả những gì Chi đã thể hiện thì Khanh hy vọng rằng tất cả các thành viên trong ban nhạc sẽ đồng tình và không một ai bấm nút chéo đỏ nhé. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại. 1, 2, 3. Anh Bách, anh làm gì đấy? Bây giờ là hết hiệu lực rồi. Em cảm ơn mấy anh với chị rất là nhiều ạ. Em say vào bên trong thấy không có ai bấm ít, cảm giác sung sướng. Trong đầu lúc đó là lân là muốn khóc, muốn vỡ òa thôi, không biết nói gì hơn nữa. Chị nghĩ là không phải một mình chị mà tất cả các anh trong ban nhạc đều đồng ý là với một sắc vóc như thế này, với một giọng ca như thế này thì không lẽ gì lại không thể bước tiếp vào vòng trong một cách xứng đáng. Nghệ sĩ Tú Hải Phượng à, còn anh Minh Khang thì sao ạ? Nếu em vào vòng trong, ban nhạc có thử thách cho em một bài nhạc rock hay là một bài nhạc trẻ, em có làm được không? Bây giờ anh mấy anh tiếp sức cho em rồi, cho nên là em sẽ cố gắng. Em làm những điều đó, anh nghĩ là em là một trong những nhân tố đi sâu vào những trong vòng trong. Phần trình diễn sau này với thể loại rock, rap, em
Tuy là không phải sở trường của em nhưng mà em sẽ cố gắng và xem đó như là một trải nghiệm. Bây giờ là Khanh xin phép được hỏi chị Phi Nhung ạ. Chào Trúc Chi. Trước tiên là Phi Nhung rất là thích cái mái tóc của em. Và chị cũng thích cái giọng của em. Em có một cái chất giọng rất là đặc biệt và rất là cảm xúc. Với riêng cá nhân của chị thì cái nốt mà em lên giọng gió có một xíu đó thôi là em lên chưa tới thôi. Em có cái sự riêng biệt của em. Chị rất là hãnh diện đây. Em có cái giọng ngọt, hát tròn chữ, rõ lời. Nhưng mà nếu chấm điểm cô trừ em một điểm. Trong Nam dân ca Nam Bộ nó có ngôn ngữ học trong đó. Người Bắc á, người ta kêu là bay về. Người Nam, tất cả các em đều sai hết. Bay về, chứ không có bay về. Cái đó là em viết chữ VD rồi. Em phải sửa lại bay về. Chỉ có một chữ đó thôi. Cảm ơn cô Phương Duyên. Và hy vọng rằng ở những vòng thi tiếp theo bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình nhé. Dạ, dạ. Em cũng cảm ơn cô Phương Dung đã nhận xét rất là tinh tế. Và em cũng sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng một khán giả. Đăng Nguyên xin kính chào toàn thể quý vị. Đêm nay Đăng Nguyên sẽ dự thi một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ca khúc Đêm Đông. Tuyệt phẩm này được ra đời vào mùa đông năm 1939, khi nhạc sĩ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình đang ở một nơi đất khách và không có đủ tiền để mua vé tàu về đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa. Nỗi nhớ nhà và sự đồng cảm với những thân phận tha phương như mình đã được tác giả đưa vào Đêm Đông. Và với tài năng thiên bẩm, Đêm Đông đó đã trở nên bất hủ. Bây giờ đây là Đêm Đông với phần dự thi của Đăng Nguyên và sự hỗ trợ từ ban nhạc. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái. Cây chút lá cuốn theo chiều mây. Mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều. Xưa thứ tha bay ôi điều hiu. Đêm đông xa trong cố nhân buồn lòng chinh phu. Bên sông ngân ngơ kìa ai mong chờ. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư. Đêm đông cả nhi đôi gương ôm sầu riêng bóng. Gió hiên chiều say, gió lay ngàn cây, gió lay thuyền bay, gió rơi sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Về xa xa đêm đông
giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lại bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà. Và đó là Đăng Nguyên. Hay quá. Một ca khúc rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Xin mời anh Tấn Phong ạ. Hôm nay em hát không bằng mấy bữa trước. Chắc nhiều khi do tâm lý. Cái khúc đầu có một hai chỗ nó chưa được hay lắm. Cảm ơn anh Phong ạ. Xin mời anh Khoa ạ. Đúng ra là em điểm hôm nay em rất là cao đó chứ. Lần đầu tự nhiên rớt ở chỗ không đáng rớt. Anh thì hơi tiếc. Nhưng mà anh thấy bài này có nhiều đoạn nó cũng căng quá, hơi khó cho em, thì anh khuyến khích em một điểm. Anh cũng hy vọng là em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh Khoa ạ. Chúng ta cùng nghe ý kiến của nhạc trưởng Minh Khang. Thực sự tuần này là em hát khớp, nhưng mà phải cộng cho em một cái điểm nữa là em đã lên tới nốt xí. Khó lắm, cái nốt này cộng khó lắm. Điểm chính đó. Khó không? Các anh ban nhạc em đã du di cái phần nhịp chạch chạch tí xíu. Thì mong em lát nữa nếu mà có hát thể lại thử thách thì em sẽ làm hết sức cho anh vô thở lỏng ra. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Không sao Đăng Nguyên, đây chỉ là phần dự thi đầu tiên của bạn trong đêm nay. Bây giờ hãy cùng xem tổng số điểm của Đăng Nguyên hiện tại là 76 điểm. Đăng Nguyên là một nhân tố mà cô rất thích trong chương trình ban nhạc Quyền Năng. Giọng rất tốt. Nãy tôi rình nha, chiều chưa đi màn đêm rơi xuống là đúng y như của ông Nguyễn Văn Thương. Rơi là nó xuống liền, đúng y như vậy. Rất tuyệt vời, cố gắng lên tại vì mình còn một phần thử thách nữa Nguyên. Dạ vâng. Hồi nãy có thể ban nhạc không có thấy được cái sắc thái của Nguyên khi mà hát ngay cái đoạn mà bị chệch choạng về nhịp. Nhưng mà theo Vũ ngồi ở đi ở dưới đây Vũ quan sát thì ở trên sắc mặt của Nguyên không có cho thấy một cái sự lúng túng nào, hoặc là cho thấy là mình đang phải tìm cái nhịp để mà vô lại cho đúng. Rất bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đoạn cuối Vũ biết là bạn bị sai nhịp nhưng mà Vũ vẫn đứng lên, Vũ vỗ tay. Cảm ơn mời giám khảo ạ. Bây giờ ca khúc thử thách của ban nhạc dành cho bạn là ca khúc Con Gái. Bạn sẽ lùi vào trong và chuẩn bị cho phần thử thách này nhé. Rồi lại chút nắng lấp lánh, đóa tường phi bên nhà ai nương buồn. Mùa thu em đi qua đây, để lại chiếc lá heo uống. Có ngờ đầu mùa đã xa bao giờ, mãi có về. Em có buồn đồng tình tôi đây, mãi có về buồn như ngọn gió thu đông rồi sẽ có xuân người bên trời. Chuyện buồn trôi qua trôi qua, trôi nhẹ những nơ chiếc lá đã từng vi bên nhà. Chờ mùa thu đi qua đây thì lại chút nắng ấm áp, vô tình tôi để mất em lâu rồi. Mai có về tình tôi đã vàng chưa, em có buồn đồng tình tôi đây. Mai có về buồn như ngọn gió thương
rơi bên trời. Mai có về tình tôi đã vàng chưa, em có buồn đồng tình tôi đây. Mai có về buồn như ngọt gió thu, đông rồi sẽ qua sân người bên trời, đông rồi sẽ qua. Và đó là Phương Ly. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Phương Ly. Phương Ly ơi, bây giờ chúng ta cùng quay lại nha. 1, 2, 3. Khanh xin mời anh Tấn Phong ạ. Thực sự ra là giọng em rất tốt, giọng em dày. Nhưng mà cái đoạn A em hát rất là mờ, hát xuống không tới rất là nhiều chỗ. Em cảm ơn anh. Không hiểu sao lên sân khấu thì hát cái phần đầu tiên nhỏ nhẹ tiết chế thì ban nhạc lại không nghe đấy gì thì đúng là hơi tiếc. Phương Ly ơi, ban nhạc là anh Tấn Phong là anh khó tính nhất, không sao. Bây giờ mình sẽ hỏi nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Khanh xin mời chị Hải Phượng. Chị cho số 7, mà chị cũng không ngờ rằng là có nhiều bạn lại có đồng ý nghĩ với mình như vậy. Vì chị nghĩ là với đôi vai trần của em, đáng lẽ là đối với mấy anh là em phải có số điểm cao hơn. Chị rất đồng ý với anh Tấn Phong là bởi vì những cái chữ xuống của em, những cái chữ bỏ nhỏ của em rất là khó nghe. Đoạn cao á, em hát dày và rất là rõ. Có thể là em đành phải chấp nhận là một cái tông cao hơn nữa để cái giọng em nó sáng lên, bứt khỏi cái tầm âm của ban nhạc. Thì khi mà em ca nhỏ lại một chút thì nó vẫn không có bị chìm lẫn trong cái âm vực của tất cả chúng tôi. Và bây giờ chúng ta cùng xem tổng số điểm dành cho Phương Ly là, xin mời, 61 điểm. Phương Ly đang xếp vị trí số 2, 61 điểm. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ba thành viên ban giám khảo dành cho tiếng hát của Phương Ly ạ. Có lẽ vì Vũ ngồi ở ngay cái vị trí ngay giữa, ngay cái chỗ âm thanh mà nó tốt nhất, thì những cái câu trầm ấm của em Vũ có thể cảm nhận được hết. Nhưng tuy nhiên mấy anh ban nhạc ở trên kia thì lại không nghe đủ, cho nên là một người nói mình có thể không tin, nhưng mà khi tổng thể tất cả các anh chị đều nói như vậy thì mình phải suy nghĩ lại. Dạ, vâng ạ. Thì lần sau có thể mình khắc phục bằng cách mình chọn một cái bài với cái tông nó cao hơn. Nói chung đối với Vũ đây là một bài Ly làm rất là tốt. Vẫn hy vọng là Ly sẽ làm thật thật tốt. Anh Vũ rất là dễ thương. Anh Vũ đã có những cái lời nhận xét là an ủi mình rất là nhiều. Chị Nhung thích cái phong cách của em trình diễn trên sân khấu, rất là thu hút khán giả, làm cho chị và anh Dương Triệu Vũ cảm giác giống như là mình đang nghe em kể chuyện cái cuộc tình của em như vậy. Rồi còn tất cả các anh các chị ở trên sân khấu đều nói đúng là cái nốt thấp của em quá thấp, quá mờ. Khi mà nhạc mà nhanh hơn nữa là sẽ không nghe tiếng hát của em, nên em tập trung vào chỗ đó một tí thôi. Dạ vâng ạ. Chúc mừng em. Bây giờ chúng ta cùng nghe những chia sẻ của giám khảo Phương Dương. Hải Phượng nói là em mặc cái áo hở vai, đáng lý ra là phải thu hút tất cả ban nhạc. Nhưng mà trong cái nghệ thuật ca hát của mình, thanh sắc tài tướng, cái thanh đi trước cái sắc, chứ không phải cái sắc đi trước cái thanh. Em cảm ơn cô. Với số điểm này Khanh nghĩ không phải là một số điểm thấp, và chỉ mới là những giây phút đầu tiên của tập 5 thôi. Phương Ly đừng vội buồn với số điểm này nhé. Và một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Phương Ly đã hoàn thành phần dự thi của mình. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Ban Nhạc Quyền Năng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trần Minh Tân, năm nay em 21 tuổi. Hiện nay em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em là một người rất là lạc quan và yêu đời, em không có ghét cái gì hết và em luôn yêu hết tất cả mọi thứ xung quanh em. Và đến với chương trình em còn rất là mong muốn có thể được gặp hai thần tượng của em, đó chính là anh Hoàng Bách và chị Phi Nhung. Chị Phi Nhung ơi, anh Hoàng Bách ơi, em tới đây. Bỗng thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên xa lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tênh.
thấy thấp thoáng gian ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng gian mái tóc ngã hương người xưa, thì ra mình say nên từng bóng gian xưa trở về. Chiều đông người qua tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngược môi chân dài mau nghe lòng nhớ, bàn tay buồn rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đừng câu mẹ buồn tên. Em muốn lấy bao thương yêu anh trao anh đây chơi với em. Mỗi tôi khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta, cứ tiếp nối mãi mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đã cay chỉ riêng mình ta, đã cay chỉ riêng mình ta. Xin chúc mừng thí sinh Minh Tân và ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta. Năm nay Tân mấy tuổi rồi? Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Tân và năm nay em 21 tuổi. Ồ vậy hả? Tân có biết là mình bằng tuổi nhau không? Dạ biết, hồi nãy em có nghe. Đó. Được, này chịu nè. Bây giờ mình quay lại nha. 1, 2, 3, quay lại. Chúng ta có 3 dấu chéo. Dạ, cho Khanh hỏi anh Thanh Thảo ạ. Trước giờ em có hôn ai bao giờ chưa? Dạ chưa. Chính vì em chưa có hôn một người nào cho nên cái nụ hôn trong bài hát của em nó rất là bạo lực. Em để cái chữ nụ hôn vô một cái anh giật mình luôn á. Khi mà em hát nhạc mạnh nhưng mà nó vẫn có cái sự mềm mại ở trong đó. Như em vừa kể mà em vừa bạo lực như vậy thì anh cũng cảm thấy là anh chưa hài lòng, cho nên anh bấm. Em chưa có hôn gái bao giờ nhưng mà em nghĩ nếu có hôn thì cũng mạnh mẽ như vậy để cho nó thăng hoa trong tình yêu một chút. Em có giọng hát, em có tiết tấu trong người, em biết cách làm nóng sân khấu, nhưng cái sự tinh tế trong cái bài hát, nghĩa là không phải là mình cứ hát bài tưng như này là mình có quyền được hát hơi thô như vậy. Anh nghĩ là nếu mà cái tiết mục của em mà không ai bấm á, thì cũng có thể nó không có lợi cho em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ba thành viên ban giám khảo. Trước hết con xin mời cô Phương Dung ạ. Những cái gest của con là cái gest của con gái, còn con làm nhẹ nhàng giống con gái đó. Cái này là cái bộ cho con gái hát chứ không phải con. Con có giọng hát trẻ trung đó, dáng dấp đẹp. Con nói cái chest tức là những cái hành động, những cái vũ đạo của em đó, nó không có được dứt khoát và nó không có cái sự mạnh mẽ trong đó. Em cần phải bổ sung thêm cái đó thì nó mới ra cái chất của cái bài hát hồi nãy em hát. Nhiều lúc em phải quay hình mình lại, em nhảy, em diễn, em quay hình lại, xong em xem, em sẽ tự thấy cái khuyết điểm của mình để mà em chỉnh sửa lại một cách dễ dàng nhất. Em cảm ơn anh. Cái giọng của em đã có rồi mà em cũng khôn khéo, em chọn cái bài này nó nhanh thì cũng khó có ai bắt bẻ được em về cái nhịp. Chỉ có ban nhạc mới bắt bẻ được em thôi. Phong cách như vậy, 21 tuổi là như vậy là quá đẹp rồi. Cảm ơn chị Vy Nhung ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát mà Dư Chi Vũ sẽ dành tặng cho bạn. Và bây giờ anh sẽ chọn một bài hát để cho em chứng tỏ em có cái chiều sâu, em có cái sự mạnh mẽ đó ở trong con người của em, một con người chàng trai 21 tuổi. Bài Trái Tim Bên Lề. Bài này là cao lắm đó. Dạ, nói chung là em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Bây giờ là thời gian để Minh Tân lùi vào bên trong. Chúng ta tập luyện ca khúc này thật kỹ. Lát nữa quay trở lại đây hát thuyết phục cho ban giám khảo nha. Fighting. Góp ý của cô Phương Dung về em là có điệu bộ giống nữ quá, thì em trong lúc em mãi mê em diễn quá thì em cũng không biết có hay không nữa. Nhưng mà nếu mà có thì em hứa là lần sau em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn ạ. Chào bắt tay cho thí sinh S.C. Huỳnh với ca khúc Vầng Trăng Đêm Trôi. Bạn là thí sinh đầu tiên mở màn đêm thi, Khanh biết S.C. Huỳnh đang rất là hồi hộp. Chúng ta cùng quay lại. 1, 2, 3. Xin mời các số điểm đến từ ban nhạc.
hầu như là điểm số 6. Có một điểm 7 duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách ạ. Anh thích cái phong cách bụi bặm mà rất là nam tính, đàn ông như này. Nghĩa là mỗi người lên sân khấu phải định hình cho mình một cái phong cách để người ta nhớ đến mình cái hình ảnh như thế nào. Và em rất là trung thành với cái hình ảnh của mình. Nói về chuyên môn thì đây không phải là một bài hát khó. Không phải là một bài hát có nhiều yếu tố để cho thí sinh thể hiện được nhiều. Đây là một phần trình diễn mà theo anh là nó ở cái mức độ khá. Thì đối với anh khá thì cho là điểm 7 thì là hợp lý rồi. Chứ còn bảo thêm nữa thì anh cũng không biết lấy cái yếu tố nào để có thể cho thêm điểm. Dạ, khi mà anh Hoàng Bắc cho điểm 7 thì sai thấy cảm thấy cái điểm đó rất là hợp lý. Và nói chung là tâm phục khẩu phục cái nhận xét của anh Bắc. Như vậy thì Khanh muốn hỏi người phụ nữ duy nhất của ban nhạc Quyền Năng. Chị ơi, chị nhìn một người ca sĩ nam đứng trước mặt như vậy, chị có cảm thấy xao xuyến không ạ? Nếu mà cách đây mười mấy hai mươi năm thì chắc là chị sẽ xao xuyến nhiều lắm. Tiết mục của bạn nó nằm trong khu vực quá an toàn. Đoạn cuối cùng bạn chỉ lên có một nốt thôi. Và sau đó thì khi mà trở lại cái giọng á, là bạn hơi bị rung. Bởi vì bạn không quen cái kiểu phá cách đó. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. SC Huỳnh, bạn là người hát đầu tiên và số điểm của bạn 55 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những ý kiến chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời chị Phi Nhung. Bài hát này đối với em nó rất là dễ. Nó thường quá, nó không có gì đặc biệt hết. Chị hy vọng là lần sau em sẽ tìm cái bài hát nào mà nó bộc lộ ra được cái tài năng của em. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào em. Dạ con chào. Cái vẻ lãng tử của em coi bộ quyến rũ rất là nhiều người à. Không biết con có bị không? Dạ có. Có bị không? Tôi thấy em có một cái nét đặc biệt trên sân khấu. Ai cũng vậy. Trên sân khấu mình phải có một cái gì của riêng mình. Cái bài hát này đó, cô nói đừng có buồn. Con hát ok thôi. Bài này con tập nhiều, con có thể hát hay hơn. Nó rất là dễ, nhưng mà chính cái dễ đó mới khó cho mình diễn tả. Vũ nghĩ là đối với bất kỳ người nào mà Vũ có thể thấy được họ có một cái phương hướng rõ ràng, một cái phong cách riêng, thì dĩ nhiên mình phải ngưỡng mộ người đó. Tại vì họ đã tìm hiểu được chính mình là ai, mình thích cái gì, mình muốn làm gì. Thì Say Huỳnh đã làm được điều đó. Và dĩ nhiên kể cả cái phong cách âm nhạc của em cũng đã định hình được. Em thích cái kiểu mà nó hơi rock chút xíu, đúng không? Khi mà em hát bài này á, dưới đây anh cảm giác nó không có gì em phải cố gắng hết á. Người ở dưới đây nghe, ngoài nghe ra họ còn nhìn nữa. Họ muốn thấy em phải cố gắng, phải chịu khó, phải bứt tóc mất bứt tóc mắc mắt hay là cái gì đó. Nói chung nó phải khó hơn tí xíu. Đây là cái vòng mà mình phải cho mọi người biết mình làm được cái điều gì. Cảm ơn Duy Trị Vũ rất nhiều ạ. Và tất cả các bạn ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho SC Huỳnh chúng ta sẽ giành được sự may mắn bước tiếp vào vòng trong. Mình lựa chọn một phương án quá là an toàn đi. Lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là một lời cảnh báo cho Say là mình qua, nếu mà được cơ hội qua vòng sau mình phải bung hết sức chứ không được để dành như cái vòng này. Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi ra lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ bóng gió, dù đợi chờ là nỗi xót xa,
Dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Hãy người từng cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao sóng, để đường nằm kề bên. Con đường xưa cũ êm đềm. Xin chúc mừng thí sinh Tiến Vương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Chúng ta vừa nghe một ca khúc của nhạc sĩ Lê Thành Trung, ca khúc Cơn Mơ Băng Giá. Tiến Vương ơi, bạn là một thí sinh đã gây ấn tượng rất là mạnh ở vòng thi trước, đó là được vào thẳng vào trong. Ngày hôm nay bạn có tự tin với phần dự thi của mình không? Bây giờ thì em mới thở nhẹ nhõm được. Thì giống như chị Phi Nhung có nói là khi mà đi thi thì dù có bệnh gì đó, mình lên sân khấu là chỉ có thi thôi chứ không có nói lý do này, lý do kia. Bởi vậy nên em sẽ không nói là em đang bị bệnh đâu. Nghĩa là hôm nay bạn cũng đang sức khỏe không tốt. Không sao, bạn vừa rồi đã có một phần dự thi bản thân Khanh cảm nhận đó là rất hoàn hảo. Và bây giờ mình quay lại nha, và để xem thành viên trong ban nhạc nào sẽ cho bạn số điểm cao nhất. 1, 2, 3, xoay lại. Đầu tiên xin được nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chị nghĩ là mọi người cho em cái điểm này là cũng rất là xứng đáng. Ngày hôm nay em thể hiện cái bài rất là tròn trịa. Ngay cả những cái phần lên cao cũng hoàn hảo. Nhưng mà mọi người chờ ở em một cái sự phá cách hơn nữa, làm cho người ta ngạc nhiên nhiều hơn nữa với những cái gì mà em đã có. Em có thể làm được những cái tốt hơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe anh Tấn Phong ạ. Theo anh á thì em đã thể hiện được cái sự tha thiết của bài này rồi. Nhưng mà nó chưa có đủ cao trào, chưa có đủ dữ dội gào xé. Cảm ơn Tấn Phong ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Minh Khang. Khanh xin mời anh Minh Khang. Ngoài cái chất giọng sạch của em, anh rất thích con người của em, rất nhẹ nhàng, thư sinh, nhìn anh thánh thánh phát. Sau cái cuộc thi này, chúng ta đến với nhau vài ca khúc nhé. Với ca khúc này không hợp lắm với em. Thôi nếu mà em có may mắn em đi vào trong á, thì nhớ tìm một cái chiếc áo nào tôn lên vẻ đẹp của mình nhé. Hãy biết thế mạnh của mình mà phát huy, đúng không nè? Cố gắng, mình thay đổi, mình là một viên đá đang cần được các anh em đây mài dũa cho thành viên kim cương. Vậy thì ban nhạc là phải cho bạn nhiều cơ hội hơn để xuất hiện trong những vòng trong. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng kết số điểm dành cho Tiến Vương là 69 điểm. Wow. Thứ hạng hiện tại của Tiến Vương là... Wow, bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của cô Phương Dung. Chào Tiến Vương. Dạ, con chào cô. Nói chung là dạ, giọng của Vương á là hát cái bài này cô thích rất tốt, có độ dày và rõ lời. Vũ rất là thích giọng của Tiến Vương, nó rất là trong trẻo và cái nốt rất chính xác. Và cái bài hôm nay, nhất là những cái đoạn đầu á, rất là hay. Bạn bỏ nhỏ, bạn hát tinh tế và nó có chiều sâu và có tình cảm ở trong đó, rất là thuyết phục. Vũ nghĩ với cái khả năng của Tiến Vương thì Tiến Vương rất có thể đi xa nữa. Cảm ơn bạn đã cho Vũ nghe. Hiện tại thì em đang rất là vui mừng, bởi vì cuối cùng thì mình đã làm được những gì mà mình mong muốn, nhận được những cái lời mà góp ý chân thành của ban giám khảo cũng như là ban nhạc, thì làm cho Vương cảm thấy rất là hưng phấn. Nếu mà được vào vòng trong thì Vương sẽ cố gắng tìm thấy cho mình cái con đường để
phá cách gây nhiều sự bất ngờ hơn cho khán giả. Cảm ơn như chị Vũ ạ. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tiến Vương. Bạn đã có một phần dự thi rất là xuất sắc trong đêm nay. Một lần nữa cảm ơn bạn. Lần đầu tiên em muốn gửi lời xin lỗi đến ba vị giám khảo quý mến và tất cả những bạn đang xem chương trình Ban Nhạc Quyền Năng và các thành viên trong ban nhạc. Sao vậy? Dạ, tại vì trước khi tới đây cái giọng em không có được tốt. Em tìm mọi cách, em uống thuốc rồi em làm đủ mọi cách hết, cũng không bớt được. Không tìm được chương trình này. Khanh đang hiểu cái cảm xúc của bạn Trúc Chi như thế này. Có thể Khanh xin phép được chia sẻ thay Trúc Chi một chút. Là ngày hôm qua khi mà tập chương trình thì Trúc Chi vẫn còn gọi là hát được một chút, và những cái nốt lên cao á, thì là bị xé giọng luôn. Thì những đoạn thấp thì cũng không tròn trịa nữa. Ngày hôm nay là cứ nghĩ là sẽ vực dậy được cái giọng này, và bằng mọi cách là uống thuốc rồi đi chích thuốc rất là nhiều. Từ sáng đến giờ Trúc Chi rất là lo, và đến bây giờ thật sự khi chuẩn bị bước lên hát rồi thì cái tình trạng nó không thể nào cải thiện được hơn. Và Trúc Chi có nói là em từ Mỹ Tho lên đây để tham dự với chương trình. Và thật sự đúng là với chương trình này có thể là em không có duyên. Và về cái vấn đề sức khỏe là một cái điều không ai mong muốn, và đó là cái sự không may mắn. Thì ngày hôm nay Trúc Chi xin phép được tạm dừng cuộc thi ở đây. Em có đi tiếp hoặc là em có dừng lại vì sức khỏe, anh em chúng tôi muốn đánh cho em một đoạn câu intro và em hát một câu để các anh làm một cái gì đó cho em nha. Đây là cũng là cái vui lắm rồi. Anh em tụi anh rất là vui khi em cất được một giọng hát. Chúc chị thân mến, Khanh có một chút xíu chia sẻ rất ngắn thôi. Cái điều quan trọng nhất là mọi người vẫn nhớ em là một thí sinh hát rất tốt. Chúc Chi là một thí sinh rất có tiềm năng và phải kết thúc cuộc thi Ban Nhạc Quyền Năng mùa thứ hai là bởi vì tình trạng sức khỏe không cho phép bạn được tiếp tục, chứ không phải vì tài năng bạn có giới hạn. Một lần nữa rất là cảm ơn Trúc Chi đã đến với chương trình. Khi vừa sinh ra tôi đã không nhà, không cha không mẹ không có họ hàng. Người đời mỉa mai dối cha, đêm đêm lạnh lùng bút ra, nằm có gió giữa bao người qua. Xin đời ban ơn lưng chén cơm thừa, tôi sống âm thầm như kiếm bọt bèo. Hoa trái lôi riêng tôi mịt mù tắm tôi, bởi sinh thời có ai tròn đường mẹ cha. Người ơi tôi phải làm sao, trong lòng mẹ cha giờ đang ở
cho con về với gia đình. Dù chỉ một lần trong giấc mơ về, rồi mai thức tỉnh cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó với thói đời hay miệt thị con hoang. Rồi mai thức tỉnh cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó với thói đời hay miệt thị con hoang. Và đó là Đinh Trường. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho Đinh Trường bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Em quay lại được 3 điểm 10 từ em rất là hạnh phúc. Và em xin cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Một tiếng hát quá lay động cảm xúc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách. Thực sự em hát 2-3 câu đầu là anh muốn khóc rồi. Anh ít nghe dòng này lắm. Anh ít gặp được những cái giọng hát tự nhiên như này. Nhưng mà tự nhiên này là có kỹ thuật trong đó chứ không phải là tự nhiên không. Hơi rất là đầy đủ. Nếu các bạn có để ý thì là câu cuối dài như vậy, bạn lấy có một hơi. Và anh cứ chờ xem ông này có hụt hơi đoạn cuối không thì hầu như không hụt. Và những cái đoạn lên cao rất là thoải mái, rất là tình cảm. Có đôi khi là mình cũng hơi, có những lúc mình trách cha, trách mẹ là vì những chuyện này chuyện kia trong gia đình. Nhưng bây giờ thì mình thấy là mình quá may mắn rồi. Và thực sự là tự nhiên cái bài hát, một cái bài hát rất đơn giản của em thôi, nó làm anh có quá nhiều cảm xúc như vậy thì không có lý do gì là anh không cho 10 điểm cả. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Và ngày hôm nay Đinh Trường lại mang đến một hình ảnh rất lãng tử, vừa ôm đàn guitar vừa hát. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nhạc trưởng, nhạc sĩ Minh Khang. Tập 10 hôm nay sao mà nước mắt thí sinh nhiều thế nhỉ? Dạ, và rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Anh muốn ca khúc này em đừng hát cách kỹ thuật, đừng xử lý một cái cách gì nó bolero lắm. Em cứ làm đơn giản, mộc mạc, càng chân chất bụi đời thì nó sẽ càng ra ca khúc này. Bởi vì ca khúc này anh Hồng Phương Long anh viết theo ý tưởng của anh. Những cái lời của anh nói, anh Hồng Phương Long anh chắp cánh cho em viết cho ca khúc này. Những đứa con hoang khi cha mẹ sanh ra bỏ đi. Và trong cuộc đời này không ai chọn được cha mẹ mình, không ai chọn được nơi mình sinh ra, không ai chọn được anh chị em. Thì em làm sao em hát được, toát lên được cái hồn phần đó thật đơn giản. Và em làm được cái điều đó rất là mộc. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang ạ. Bây giờ sẽ là chia sẻ đến từ anh Tấn Phong. Anh Phong nãy có khóc không? Hả? Không. Không có khóc hả? Lén khóc lắm. Khó khóc lắm. Thật sự là em hát bài này là chinh phục anh rồi đó. Yeah. Anh hiểu về cái giọng này rất là nhiều á. Nhưng mà em hát bài này... Bình thường anh Phong nhận xét là hay có chữ nhưng lắm. Bữa nay đặc biệt không có chữ nhưng. Có nhưng. Có nhưng. Bình thường anh hiểu cái dòng này rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay anh chắc là nhưng là không hiểu anh. Nhưng mà vẫn điểm 10. Hôm nay á, em đã làm cho anh lay động được anh. Để anh không có điểm nào anh chê em được hết. Cảm ơn anh Phong ạ. Cảm ơn anh Tân Phong ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe số điểm của Đinh Trường là... Xin mời. 81 điểm. Em xin cảm ơn ban nhạc. Và thứ hạng hiện tại của Đinh Trường là vị trí thứ 4. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khi em hát bài hát này, Vũ cảm giác như em đang kể câu chuyện của chính mình. Và cái đó không phải ai cũng làm được. Có nhiều người hát rất hay, giọng rất tuyệt vời, nhưng mà lại không bao giờ có thể kể chuyện một cách đi thẳng vào lòng người như vậy. Và cái kiểu hát như thế này, cái kiểu mà kỹ thuật mà như không kỹ thuật, các anh chỉ có thấy có vài người có được. Và hôm nay em làm lay động trái tim của anh khi nói về cái câu chuyện của một người con hoang mà phải chấp nhận cái số phận của mình. Từ chân thành của em, cái truyền cảm của em là không có một cái kỹ thuật nào có thể lấp được hết. Cho nên là anh chúc mừng em đã có một cái tiết mục, anh có thể nói là tiết mục hay nhất của em từ trước tới giờ. Em xin cảm ơn anh. Người mà cầm cái đàn hát nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mình chọn thêm một cái nhạc cụ đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình. Nhưng mà bữa nay nhìn cái một cái hình dáng mà nhỏ nhỏ mà mặt dễ thương như vậy, cầm đờn hát rất là mộc, rất là gần gũi và đem lại cảm xúc rất rất nhiều.
từ cái bài hát Con Quan của em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Đinh Trường. Xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa cảm ơn Đinh Trường. Một tràng pháo tay dành cho thí sinh Trúc Lai với ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Chúng ta hãy cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Số điểm là... Wow! Bây giờ mình sẽ hỏi nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Cái giọng bạn rất là đẹp và ngay những cái xử lý đầu tiên đã làm hút hồn các khán giả. Phượng rất là lo ở cái phần sau là khi bạn lên tông. Đáng lẽ là phải cho điểm 10 bởi vì... ban nhạc đã đỡ rất hay. Em thật sự là em rất là bất ngờ khi mà ban nhạc có thể làm được cái điều này luôn. Là đúng tại vì sau cái phần hát, lúc mà sau cái đoạn mà rất là dữ dằn mà chuẩn bị đổi qua đoạn lắng đó, là bạn này bắt một cái tông cao hơn hoàn toàn cái tông đang hát. Và ban nhạc lại vừa kịp đánh đúng cái tông bạn đã bắt lộn luôn, mà bạn vẫn có thể hát đủ cái cao độ để hát cái tông cao hơn. Em nghĩ cái đó là cái điểm cộng đó. Đúng rồi. Trong cái khả năng, cái tài của em đã lèo lái cái lỗi của em từ lỗi thành không lỗi. Khán giả có ai biết đâu. Mà em lên một cái rất là hoàn hảo. Thì anh em chúng tôi thì em hát tông này thì phải đeo theo cái đó nguyên tắc rồi. Khi bước trên sân khấu là nhạc công là phải đỡ cho ca sĩ. Để mà được trong ban nhạc quyền năng thì em phải lao động hơn nữa nha. Chúng ta cần phải tự cho nhau thêm một tràng pháo tay nữa. Dạ đúng rồi. Em thật sự cảm ơn anh chị đã cứu em không những một lần mà là hai lần. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai là bao nhiêu. Xin mời. 70 điểm. Và thứ hạng của Trúc Lai là vị trí số 3. Xin chúc mừng Trúc Lai. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhận xét của ba vị ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung ạ. Quá tuyệt vời. Một người ca sĩ cần có thanh trước sắc sau. Mà em có hai yếu tố đó. Mà trong tương lai á, phải biết chọn bài cho đúng với cái giọng của mình. Em không nổi tiếng thì cô Phương Dung rất là buồn.
Cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Vũ rất là khâm phục cái tài năng gọi là perfect pitch của anh Khoa. Anh nghe cái nốt, anh biết là em đang hát cái tông nào luôn. Không có một cái sự mà giống như là chân hưởng khi mà phải đoán nữa. Anh đánh vô chính xác luôn. Cho nên nếu như người mà không có nghe quen á, là sẽ không biết là em sai luôn. Vừa rồi là một phần dự thi rất thành công của thí sinh Trúc Lai. Một lần nữa chúc mừng bạn. Em trình diễn xong thì ban giám khảo đã biết là mắc lỗi rồi. Nhưng mà để dành cho em, đặc biệt là cô Phương Dung, để dành cho em những cái lời khen hết sức là có cánh. Thật sự em rất cảm ơn cô. Cô đã tiếp thêm cho em cái động lực để mà em phát triển trên con đường sự nghiệp. Và em mong sau này em sẽ được như những lời cô nói là sẽ thành một ngôi sao. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình, sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan, đời không ai một lần. Quên biết rồi thương. Nhật, năm nay mình 27 tuổi, mình đến từ Trà Vinh. Giờ mình cũng là người dân tộc Khmer. Thực sự hiện tại giờ công việc của mình là mình đang đi hát đường phố. Mình đã cũng được may mắn, mình được bình chọn đến tham gia chương trình Ban Nhạc Việt Nam. Mình cảm thấy rất là vui. Hôm nay mình đến được chương trình này, mong cho mọi người biết đến cá tính của mình. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về.
trong hồn và thương đôi mắt nhỏ. Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không? Và đó là thí sinh Thạch Nhật với ca khúc Nhớ Nhau Hoài, một sáng tác của anh Việt Thu và Thiên Hà. Khanh thấy là Nhật đang rất là run. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại để mình coi kết quả từ ban nhạc là không có được hồi hộp nha. Dạ. 1, 2, 3. Có tổng cộng là 8 thành viên trong ban nhạc đã bấm nút dấu chéo đỏ và duy nhất một người không bấm. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Xin được hỏi chị Hải Phượng ạ. À, chị thấy là cái giọng của em cũng ngọt ngào. Tuy nhiên trong lúc chị đánh thì chị nghe các bạn bắt đầu từ từ bỏ. Thành ra là chị ráng đi theo em đến phút cuối. Hôm nay mình nói chung là cũng hơi buồn. Nhưng mà hôm qua không biết tại sao mà mình tập mình hát rất là tốt. Mà bữa nay tự nhiên hơi dắt hơi đói bụng. Cho nên mình hát không được tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ của ban giám khảo. Em hát cái giọng có lạ, nhưng mà hát theo cái bản năng của mình. Em muốn đứng trên cái sân khấu với ban nhạc Quyền Năng, em phải tập nhiều hơn nữa. Và cái câu chót của con đó, con hát rất là yếu. Nên nhớ nhớ nhau hoài. Con phải đi luôn. Con hát con chia làm ba ở trong đó. Con không có hơi nhiều và con cũng chưa có ngân hay. Cái bài Nhớ Nhau Hoài này thường thường là hòa âm á, thì là theo cái kiểu nhạc của chú Vinh Sử vậy đó. Nhưng mà cái hòa âm này á, thì nó rất là mới. Thì em hát không có ra, chứ thật sự là em có chất giọng rất là ngọt. Và bây giờ ban nhạc sẽ có một món quà dành cho Nhật. Cầu thiết vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào thiết đôi bờ vai. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Vấn đề của bạn là hơi. Thế thành ra là mình tặng cái bong bóng cho nó có hơi. Lần sau hát có hơi hơn anh em. Cũng mình cũng tập hơi nhiều. Và xin cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Tuy mình đi về nhưng mình cảm thấy trong lòng mình cũng rất là vui khi mình được tham gia một chương trình hoành tráng mà lớn như vậy. Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối mình. Còn em nói đã chót yêu anh rồi, là thật ra em đang dối anh. Nếu em nói em muốn xa anh, là thật ra em mong rất bền. Còn em nói đã muốn quên anh rồi, là trong tim em luôn nhớ anh. Rồi một ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy hẹn dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin anh hãy hề hững như là đã
quên nhau. Nếu em nói em muốn xa anh là thật ra em mong rất gần, còn em nói đã muốn quên anh rồi là trong tim em luôn nhớ anh. Còn em nói đã muốn quên anh rồi là trong tim em luôn nhớ anh. Ngày vui qua mau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn điểm bao nhiêu nhé. Xin mời. Thật ra thì em nghĩ mình sẽ bị điểm thấp, nhưng mà lúc quay lại em thấy thật là bất ngờ. Khanh muốn được hỏi anh Thanh Thảo à, anh là người cho điểm cao nhất với ca khúc này. Trong cái đêm thi ngày hôm nay thì em là một cái giọng ca nam mà anh cảm thấy là tốt nhất. Bởi cái giọng hát của em nó nhẹ nhàng, sâu lắng, nó có thể đưa người ta cuốn theo phần trình diễn của em. Giống như là em đang diễn chứ không phải em đang thi. Anh có thể xếp em giống như là một trong những hạt giống của giải. Cái chất giọng của bạn á, nó một mạc một cái rất là tự nhiên, nó không cần trau chuốt. Mà cái chất giọng đó là trời cho. Tuy nhiên cái đoạn cuối cùng không lên tới, nó còn một chút xíu nữa, chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà nó làm cho mình không cảm thấy thoải mái. Nếu mà bạn làm cái phần sau hoàn hảo thì chắc là tất cả chúng tôi cũng sẽ cho bạn 9 chứ không phải là điểm này. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Và chúng ta cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Đinh Trường là bao nhiêu ạ. Xin mời. 70 điểm. Và thứ hạng của bạn hiện tại là xếp vị trí thứ hai. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho thí sinh Đinh Trường. Khanh xin mời anh Dư Triệu Vũ. Đây là một trong những cái giọng mà Vũ thích nhất ở trong chương trình. Tuy nhiên hôm nay khi mà bạn hát thì Vũ cảm giác giống như là bạn chưa có hát hết 100% của mình, giống như là cái tập đầu tiên mà bạn hát. Nhưng mà được một cái đó là cái sự điềm tĩnh của bạn. Có nhiều nghệ sĩ hát mười mấy 20 năm cũng chưa chắc có được cái sự điềm tĩnh giống như bạn đâu. Bạn điềm tĩnh một cách rất là tự nhiên và không có gượng ép, không phải cố gắng gì hết. Hát giống như là mình ngồi mình kể chuyện cho bạn bè mình nghe vậy đó. Và cái đó là cái ưu điểm của bạn. Cảm ơn như chị Vũ ạ. Còn cô Phương Dung ạ. Cái giọng em hát rõ, có cái riêng của em. Nhưng mà hôm nay đó Trường hát á 90% thôi. Em cố gắng tự vì ban nhạc và ở đây đều dành cái sự ưu ái cho Trường, tự vì cái giọng rất là đặc biệt. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và ban nhạc rất nhiều. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Đinh Trường. Khi mà lên sân khấu biểu diễn thì Trường cũng có hơi chút là lo lắng, cũng có một chút run, nhưng mà khi mà các câu hát đầu tiên thì Trường mới bắt đầu thả hồn vào bài hát. Em sẽ cố gắng thay đổi mình ở các vòng thi tiếp theo. Trời sao vội sáng
một đàn chim cánh nhỏ chợ mùa xa. Chiều vào thu tiên nghe. Và đó là Đăng Nguyên với một sáng tác của Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng. Bạn là thí sinh cuối cùng trong đêm nay. Chắc chắn bây giờ bạn hết hồi hộp rồi đúng không? Dạ vẫn còn rất hồi hộp. Ủa tại sao vậy? Dạ, chờ nhiều quá nó hồi hộp. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. Xin mời. 988. Wow, có một điểm 10 đến từ anh Thanh Thảo. Yeah, điểm 10 đầu tiên từ đầu đến giờ mới có. Không một lời nào có thể diễn tả được cái sự sung sướng của Đăng Nguyên bây giờ. Ngay bây giờ chúng tôi muốn hỏi nhanh anh Thanh Thảo ạ. Anh cảm nhận là em hát cái bài này rất tốt. Cái ngân nga của em nó đi sâu vào người nhiều hơn. Cho nên là anh dành cho em số điểm tốt nhất. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Bây giờ mình sẽ xem anh Hoàng Bách nói gì về điều này. Em có một cái giọng rất là hiếm. Nó đầy ở nhiều cái tầng cữ khác nhau và hơi tự nhiên, em làm rất là tốt. Nhưng anh nghĩ là cái kỹ năng sân khấu thì lại thiếu một chút. Em đang hơi chân phương quá. Em đã thể hiện nó ra ngay từ đầu là nó quá dễ dàng với mình. Thành ra đôi khi nếu mà những người không có chuyên môn thì người ta bảo hát thì cũng dễ thôi mà. Em không có trân trọng cái nốt cuối cùng. Anh đang cứ đang chờ coi là cái lúc em không có tempo, một mình em dẫn dắt anh Phong đánh cùng em á, thì em sẽ có xử lý gì khác hay không? Thì em vẫn xử lý y chang câu trước. Cái đấy là một cái điều rất là phí. Em hiểu chính xác những gì anh Bát muốn nói. Tức là tại vì bạn làm cho mọi thứ nó cảm giác dễ dàng quá, cho nên người ta sẽ không có cảm thấy là nó khó khăn. Mình phải cho người ta một chút drama ở trong đó, một chút kịch tính. Lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, người ta sẽ không thấy nó quý. Nhưng mà khi mà mình cho người ta thấy là mình có một cái sự cố gắng, thì ngoài cái cảm xúc mà bạn đang chuyển tải bằng lời hát, người ta còn cảm nhận được bằng cái hình thể, ánh mắt, bằng nhiều cái khác nhau nữa. Cho nên cái sân khấu nó muôn màu, muôn sắc là vậy đó. Khi mình đứng ở trên đó, mình không phải dùng cái giọng hát không, mà mình dùng cả cơ thể của mình, từng cái lỗ chân lông luôn, từng cái ngón tay. Chừng người ta nhìn hết. Khi nào em hát, cô rình lỗ chân lông của em nha. Con đang nổi da gà nè cô, tại lạnh quá. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Đăng Nguyên là bao nhiêu nhé. Xin mời. 79 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Đăng Nguyên là... Chúc mừng bạn, bạn đang là thí sinh đầu tiên. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Anh Duy, chị Vũ, anh có muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Nói chung đây là một trong những giọng mà Vũ thích. Tại vì cái cộng hưởng ở trong cái giọng bạn không phải ai cũng có. Khi mà bạn hát á, cái độ rền, cái độ vang của nó ăn xâm với lại cái nhạc, làm cho mọi người cái cảm giác sướng lắm. Thì dĩ nhiên cái lời của cái bài hát này nó rất là đau khổ, nó đau khổ đến tột cùng. Cho nên là những người ở dưới đây sẽ muốn thấy cái sự đau khổ đó ở trong bạn nữa. Và nhất là cái câu cuối cùng hoặc là những cái đoạn kết đó, thì mình cứ cho nó xõa tí xíu đi. Mình không cần phải giữ cái kiểu mà là nghiêm túc đó hoài nữa. Nói chung là mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Thì Vũ nghĩ là sau này bạn sẽ là một ca sĩ rất là thành công. Bây giờ bạn đã thành công rồi, nhưng mà Vũ hy vọng sau này bạn sẽ lên những cái tầng cấp mới nữa. Đẳng cấp cao hơn. Dạ đúng rồi, lên những đẳng cấp cao hơn. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của cô Phương Dung ạ. Cái thứ nhất là cô thích cái phong cách trình diễn của Đăng Nguyên. Cái thứ hai cô đồng ý với lại Hoàng Bách. Em hát, em phải đổi để cho người ta ngạc nhiên, chứ người ta không có thấy là em kéo dài như vậy mà giống nhau á, người ta thấy dễ dàng quá. Em phải cho người ta thấy khó khăn lắm mới luyện tập được như vậy. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Rất hay. Cái bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Khả năng dư sức lên quảng nữa kìa. Cảm ơn bạn giám khảo rất nhiều ạ. Và một lời khuyên cho Đăng Nguyên là những ca khúc sau, mặc dù bạn dư hơi, thì mình cũng phải thể hiện cho tất cả mọi người thấy là bạn có một gì đó rất là khó khăn mới đạt được đến những cái nốt cao như vậy. Một lần nữa, cảm ơn Đăng Nguyên. Tiếng yêu dần phai.
lại vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiền ngã số cuốn ta miên man. Bước chân trước ngã đã trôi thật xa, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã. Trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã chết chờ nhau sẽ về. Mùa xuân này đã chết vắng phai náo nề, để lại bao hối tiếc vì khóc tên người gọi Phương Thùy. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Châu, hiện tại là mình đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình đó là đi du lịch bụi và mình rất là thích ca hát, cho nên bạn của mình đã tự ý đăng ký cho mình đến với cuộc thi ngày hôm nay. Hy vọng là ban nhạc sẽ thích mình và mình có một chút cơ hội để lọt vào vòng sau. Chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mượn nương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ôi buồn quá, bên lưng đèo cao tiếng suối bên cành lá dư âm về đâu, nghe khơi bao niềm thương yêu về người cô liêu bên băng giữa rừng chiều. Đồi núi lặng trong chiều sương, thấp hoang trong làng khói, bóng ai dừng chân, thầm đi câu mộng mơ, ôi sương đồi hoang sơ, tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai, nhớ tiếng canh chiều ấy, như dù lòng ai, nhớ rằng anh ngồi đây, khi chiều nào quay tơ, bên bắn giữa đời chờ. Nhớ rằng anh ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bắn giữa đời chờ. Vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu với ca khúc Chiều lên bảng thượng, sáng tác của Lê Dinh. Châu nghĩ là với phần dự thi của mình thì ban nhạc có thành viên nào bấm không? Dạ, em nghĩ chắc bấm nhiều lắm rồi. Bấm nhiều lắm hả? Đoán khoảng bao nhiêu dấu? Dạ, chắc cũng 7-8 cái. Thôi bây giờ mình quay trở lại mình coi có bao nhiêu dấu chéo xuất hiện nha. 1, 2, 3. Chúng ta có tổng cộng 6 dấu chéo và chưa gì hết là anh Bách đã vội vẫy tay luôn rồi. Sao anh chia tay em sớm vậy anh? Chào em thôi. Anh Bách, anh hãy chia sẻ về quyết định của mình ạ. Thì mới đầu anh không tính bấm đâu. Tại vì anh thích cái cách nhảy của em á, thế anh cũng nhảy theo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Tại vì anh nhảy dở lắm, cái gì dễ dễ thì anh làm theo à. Anh làm theo mà anh thấy em nhảy dễ thương, cách em diễn dễ thương, cách em hát cũng dễ thương, mà lúc nãy em giao lưu cũng dễ thương luôn. Nói chung cái tổng hòa nó rất là dễ thương. Nhưng thế này, đây là một cuộc thi mà nó có tính chuyên môn, bởi vì toàn những người làm chuyên môn, làm nghề, chuyên làm nghề để mà chấm cả. Thế nên là anh thấy là nếu nó chỉ dễ thương như vậy không thì nó không đủ. Anh Khoa rất là khó tính luôn, mà tại sao bài này anh Khoa lại không bấm? Bài này anh thấy cũng dễ thương mà anh muốn nghe hết bài thôi. Anh... Mình cứ nghĩ là nhìn lên đây có ba người không bấm sẽ là đồng minh, nhưng mà thật ra hình như mình đang đoán sai. Bình thường là em làm việc gì? Dạ, em đang là giáo viên mầm non. Dễ thương, anh đoán ngay rồi. Giống mấy cô giáo ở lớp con gái anh. Thôi đừng có tin anh, đừng có tin anh. Rất là dễ thương. Rất dễ thương, rất là duyên dáng. Anh là luôn luôn anh dành là đưa con gái anh đi học, bởi vì anh thích mấy cô giáo mà. Thôi anh bắt bờ vai, anh bắt đứng yên chỗ đi, anh bắt bờ vai. Bây giờ mình quay qua nói chuyện với lại ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo đưa ra nhận xét cho thí sinh Kim Châu ạ. Con hát không xuất sắc, không dở nhưng mà trung bình. Dạ, cảm ơn cô ạ. Và Khanh được biết là cái bài hát Chiều Lên Bảng Thượng này là chị Phi Nhung hình như cũng đã từng hát rồi. Nhạc sĩ Lê Vinh đã viết cho dân tộc ED. Cái giọng hát thì em có cái hồn nhiên ở đó, chị rất là thích em. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận một món quà từ ban nhạc. Đừng có buồn nhé. Xin mời anh Hoàng Bách ạ. Anh có món quà này muốn tặng cho em. Và anh cũng mong là em có thể sáng mai đến lớp, em có thể có một cái đêm nay đó với ai đưa cháu về. Đấy, có rất nhiều con thú trong này thì chắc là cái này không có lạ gì với em rồi. Chắc là hôm nay mình mặc cái bộ trang phục này không có được hở vai giống như là anh Bách thích, cho nên anh Bách đã bấm nút. Nó vui thôi chứ còn chắc là do em chưa có được hoàn thiện lắm cho nên anh Bách mới không có chọn em. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Gia Huy, mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Mình cũng như tất cả các bạn trẻ khác, mình cũng rất là yêu ca hát, thích đi xem phim và uống trà sữa. Đến với chương trình ban nhạc Quyền Năng, mình mong tất cả các anh trong ban nhạc sẽ cho mình những kinh nghiệm và cũng như là sẽ cho mình cơ hội được đi vào vòng sau để được thể hiện nhiều hơn. Và mình tham gia ban nhạc Quyền Năng với mong muốn là sẽ trở thành quán quân của chương trình. Các anh ơi, hãy cho em cơ hội được vào vòng sau nha. Gần bên em sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong ngày, không xa rời. Và đó là Gia Huy với ca khúc Ánh Nắng của anh. Gia Huy ơi, là thí sinh đầu tiên mở màn, Khanh chắc chắn rằng Gia Huy đang rất là hồi hộp. Ngay bây giờ bạn có thể cho tất cả khán giả biết cảm xúc của bạn không? Em thực sự rất là run, bởi vì là người đầu tiên thì lúc nào cũng có cái sự run rẩy, nên là em cũng hơi hồi hộp. Và Khanh nhận thấy điều đó trên gương mặt của bạn. Vậy ngay bây giờ chúng ta cùng xoay lại để xem kết quả nha. 1, 2, 3. Đã có 6 dấu chéo đỏ. Anh Hoàng Bách thân mến, tại sao lại có một sự nuối tiếc trên gương mặt của anh ạ? Em đang thủ thủy, em nói chuyện với cô gái. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Em sẽ không nói với một cô gái, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn... No. Không. Anh Bách cần một sự mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Và em lặp đi lặp lại cái điều đó rất rất nhiều. Anh đã cố gắng để mà chờ, nhưng mà em lặp lại và càng ngày em càng đẩy cái điều đó lên thành gào. Mình nên suy nghĩ lại về cách hát những đoạn cao trào. Mình đẩy thêm một chút da diết vào trong giọng hát của mình, trong câu hát của mình. Bởi vì cái sự cao trào và cái sự thô bạo nó khác nhau. Theo em nghĩ thì mỗi người có một cách cảm nhận riêng về tình yêu. Có lẽ anh Bách, anh ấy yêu theo một phong cách nhẹ nhàng nên là anh nghĩ là hát thế là hơi thô bạo. Nhưng em thì em nghĩ không đúng, bởi vì là em có cách yêu mãnh liệt nên là em lúc đấy em cũng hát theo cảm xúc của em. Chứ anh thấy em là hôm nay là rất là đẹp, đẹp lắm, hát cũng hay nữa. Cách tỏ tình của em nó nặng bạo quá, rồi anh thích em tỏ tình nó nhẹ nhàng hơn. Cái đoạn đầu em hát á, anh rất là ấn tượng. Anh thấy cái giọng em tình cảm
hát nhẹ nhàng, giọng ấm, đầy đủ nốt, không có thiếu cái gì hết á. Nhưng mà cái yếu điểm của em là những cái đoạn cao trào. Anh không biết là vì sức khỏe hay là cái gì đó, nhưng mà em cần phải luyện lại làm sao cho nó mượt mà hơn ở những cái câu chuyện từ nhẹ nhàng qua đó. Nhưng mà em có tố chất để trở thành một ca sĩ, cho nên là em đừng bỏ cái giấc mơ của mình. Anh hy vọng là có thể mùa sau em sẽ trở lại thi. Hẹn gặp lại em. Cảm ơn Duy Diệu Vũ. Cô đồng ý với ban nhạc là không có tỏ tình giống như em. Mình nói rất là nhẹ nhàng, chứ không có thể mình gào lên I love you. Không thể nói vậy được. Tất cả những lời chia sẻ nãy giờ là chỉ muốn bạn đỡ áp lực hơn thôi, Khanh biết, bởi vì mình là thí sinh đầu tiên. Nhưng mà không sao, đến với chương trình, quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm mình học được. Và ngay bây giờ, Khanh có một món quà dành tặng cho bạn. Tặng cái gì đó? Cầu hôn, cầu hôn. Chỉ còn gần Huy một giây nữa thôi. Ôi, lần đầu tiên mà thấy món quà đàng hoàng này nha. Một giây nữa thôi là xa Huy rồi. Con sao? Món quà này là một đóa hoa đồng tiền. Khanh hy vọng rằng trong cuộc sống bạn sẽ luôn luôn thật là vui vẻ, với rất là nhiều những điều hạnh phúc sẽ đến với bạn. Và lúc nào cũng phải thật tươi như một đóa hoa, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé. Vì là người đầu tiên ra trình diễn cho ngày hôm nay nên là em cũng hơi một chút run. Nên là em thấy em thực sự là em chưa làm được hết sức mình. Xin chào mọi người, em tên là Vũ Thị Châu. Mọi người nghĩ rằng em chưa 18. Oh no, Châu biết một điều rằng khi vào chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, Châu sẽ được thử nghiệm với dòng nhạc trữ tình và bolero. Và biết đâu rằng Châu sẽ là một người hát dòng nhạc trữ tình bolero lạ nhất trong chương trình thì sao? Mọi người hãy chờ xem nhé. Silence, who are we, mercy?
Vũ Thị Châu với một ca khúc nước ngoài, Sophie. Trời ơi, bé, cho anh hỏi bé một câu. Bé có biết đây là một cuộc thi của người lớn không? À, ai dẫn bé vô đây đi thi vậy? Má con dẫn vô thi. Má con dẫn vô hả? Rồi bây giờ hỏi nè, bé bao nhiêu tuổi rồi? Ra thì Châu 22 tuổi rồi đấy ạ. 22 tuổi rồi, có ai ngờ là một cái thân hình nhỏ bé như thế này mà một giọng hát quá nội lực. Rồi bây giờ mình cùng quay trở lại để xem coi có dấu chéo nào xuất hiện không nha. 1, 2, 3, quay lại. Có 3 cái nút bấm, cho Khanh hỏi tại sao một giọng hát hay như vậy lại bấm anh Thảo. Bởi vì khi em xuống thấp không có rõ lời, khi em lên cao thì rất tốt, khi xuống thấp thì em cũng phải để ý là em còn phải hát rõ lời, tròn vành, rõ chữ thì nó mới đạt yêu cầu em ha. Em cảm ơn ạ. Tất cả mọi người anh đều để nốt hết, riêng một mình em là anh không biết viết gì luôn. Là tại vì thứ nhất là cái phát âm của em là anh ở Mỹ từ năm 9 tuổi nhưng mà anh không hiểu được một chữ nào, anh không nghe được một chữ nào ngoài trừ cái chữ zombie hết. Bẻ giọng nhiều quá đến nỗi mà anh không nghe được. Và cô Phương Dung cũng nhìn qua anh nói là con có hiểu gì không con nghe cổ hát tiếng gì vậy? Chị nghĩ là em vô cuộc thi thì không nên chọn cái bài hát này. Nhưng mà trong cái phần trình diễn con phải cho một cái điểm son 10 điểm. Ban nhạc đánh quá ai. Ban nhạc đánh mà tôi không thể trường phái này mà tôi còn muốn hát đó. Dạ cảm ơn cô Phương Dung. Anh sẽ cho em một cơ hội để không làm sẽ ướp nữa. Bây giờ anh muốn em hát bằng tiếng Việt và thể hiện hết những cái tình cảm, cảm xúc em có thể bằng tiếng Việt. Cái bài anh chọn cho em hát sẽ là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. Em cảm ơn giám khảo. Rồi cảm ơn Vũ Thị Châu rất là nhiều. Và hãy cùng bước vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình. Gom cả áo lạnh ngày xưa
bồi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà Yến Nhi thân mến, bạn là thí sinh cao điểm nhất 2 tuần liên tục và ngày hôm nay bạn có sẵn 10 điểm được cộng từ tuần trước. Chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Thanh Thảo. Cái bài hát này em hát nó thiên về cái giọng người miền Trung quá. Có phát âm á em không đúng chất của cái bài này. Mà rồi về sau là em bỏ một cái nốt sai, rất là sai luôn. Em muốn đổi sang một tí, mặc dù em biết là em đổi là một cái sự mạo hiểm nhưng mà em muốn làm khác đi. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu. Chị không có đồng ý với lại cái câu của anh Thảo nói, bởi vì thật ra là em xử lý bài này rất là tốt. Khi mà em đang hát, em chỉ cần luyến một nốt thôi, nó qua một cái vùng miền khác, nó qua một cái hệ thống thang âm khác. Chính cái nốt đó đó, ban nhạc cảm giác giống như là em hát sai. Em làm nhiều người bất ngờ cho nên là cái điểm của em không được cao. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 70 điểm. Với số điểm này chúng ta cộng thêm 10 điểm của tuần trước. Số điểm hiện tại của Yến Nhi là 80 điểm. Dòng nhạc này Nhi chỉ mới tiếp xúc và mới trải nghiệm mình với nó thôi. Cảm ơn ban nhạc đã xí xóa được một tí và cho Nhi một số điểm cũng tương đối ổn. Nhi sẽ cố gắng hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài ạ. Giọng em rất là nhẹ nhàng, rót vô lòng người ta. Về cái nốt đổi đó, mấy nhạc sĩ nói đúng, cái nốt cũ nó hay hơn. Ta nghe quen rồi. Anh biết là thường thường những người hát đầu tiên lúc nào bị áp lực, mà em làm gì là tốt lắm rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Còn Dư Chị Vũ thì sao ạ? Nguyên cái bài này em không có phô, không trên, không có bị hụt hơi một cái chỗ nào hết. Nhưng mà cái không hoàn hảo chính là cái sự bất ngờ. Đây là một cái tiết mục anh rất là thích. Cảm ơn em Yến Nhi. Cô Phương Dung ạ. Cô có lời khen. Em đã thông minh. Em đã dùng 2 câu thơ của 2 sắc hoa Trigon để dẫn vào cái bài hát này. Rất là xuất sắc. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên trong ban giám khảo và ban nhạc rất nhiều. Và cảm ơn Yến Nhi. Hy vọng rằng bạn sẽ gây được ấn tượng với ban giám khảo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Khắc Minh. Minh là một người khá là trầm lắng, đôi khi cũng hơi khùng khùng điên điên. Nó giống như là đa nhân cách rồi đó. Cái cảm xúc của mình rất là nhiều, cho nên là mình hay thể hiện nó qua việc hát. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình trong chương trình ban nhạc Quyền Năng năm nay. Cảm ơn mọi người. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau quên hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Và mùa đông lạnh lùng buông xa, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay.
về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau quên hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên. Với Về Đây Em, một sáng tác của Trịnh Nam Sơn. Ngày hôm nay Minh có tự tin với phần dự thi của mình không? Phần biểu diễn vừa rồi thì Minh cũng khá là hài lòng. Cũng khá là hài lòng thôi. Và tất cả những tràng pháo tay dưới đây cũng đã thể hiện được điều đó. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại để xem kết quả từ ban nhạc nhé. Xin mời. Trời ơi. Anh Phong ơi, tại sao vậy? Giọng em rất dày và tốt, mà có vài chỗ, vài nốt nó bị khô. Anh thấy mọi người không có bấm, nhưng mà anh bấm để anh giống như là nhắc nhở em vậy đó. Cảm ơn anh Tấn Phong rất là nhiều. Nhưng mà nhắc nhở này là phải hát lại anh bài nữa. Buồn lắm. Bắt buồn rồi. Em muốn hỏi anh Thanh Thảo ạ. Đây cũng là một cái cơ hội thứ hai để cho em có thể em làm tốt hơn trong cái phần thi của mình. Bởi vì cái phần đầu em chưa có thể hiện tốt, có một chút gì đó em còn lo lắng và em lo âu trong cái phần thi của mình. Nên đây là cơ hội để cho em thể hiện lại một lần nữa. Và em phải tự tin em khắc phục được cái điểm yếu đó. Cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều. Bây giờ mình nghe ban giám khảo nhận xét của mình nha. Xin mời anh Dương Triệu Vũ ạ. Chào em. Chào anh. Anh có một cái thiện cảm với em khi mà anh nghe em hát. Và anh cảm nhận được những cái lời, những cái chữ mà em đang hát ở trong bài hát đó. Em có một cái giọng rất là ấm, rất là dày. Trong 5 tiết mục vừa qua, cái tiết mục này là một cái tiết mục sáng nhất. Xin cảm ơn ban nhạc với phần phối âm quá xuất sắc. Chào mở tay cho ban nhạc. Cảm giác của mình lúc này rất là vui, rất là hạnh phúc. Bởi vì các anh chị, các cô chú ở ban giám khảo nhận định những cái lời khen rất là tích cực dành cho mình. Và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ cô yêu cầu con hát cho cô cái bài Rung Một Góc Giường. Ý không ai. Riêng Một Góc Trời. Riêng Một Góc Trời. Và một tràng pháo tay dành cho Khắc Minh. Chuẩn bị phần dự thi tiếp theo. Mình hy vọng bài tiếp theo mình sẽ làm tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, để không có phụ lòng của tất cả ban giám khảo.